Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Huy Hoàng Hạ Long. Hôm nay là sau cái đợt dịch mà bị đóng cửa, hôm nay mình đi ra đây mình làm quay cái clip về cái bãi biển bãi cháy cho các bạn xem, mà sau khi mở cửa thì mọi người đến đây rất là đông đúc đấy các bạn. Bãi biển bãi cháy này là một cái bãi lâu đời lắm, có tên có tuổi ở Việt Nam mình ấy, một trong những cái bãi tắm, bãi du lịch, khu vực du lịch rất là nổi tiếng. Ngày xưa thì cái bãi tắm này nó nằm mà phải cách ở cái vị trí này khoảng hơn một cây số đấy các bạn ạ, vào trong bờ cơ. Nên khi mà tập đoàn Sun Group về đây là người ta phát triển, người ta xây dựng cái khu bãi cháy này ấy. Nên bây giờ đẩy cái bãi tắm này là ra ngoài vịnh khá xa đấy, phải hơn 1 km đấy. Cái bãi ngày xưa là bãi tự nhiên cũng rất là đẹp. Từ lúc mà tập đoàn Sun Group về thì là bãi tắm này đây là bãi nhân tạo đấy các bạn. Cái clip trước mình cũng đã làm một cái clip về một số cái nơi mà ăn nghỉ để cho các bạn biết ở các cái tỉnh xa về đến đây mà du lịch ấy, thì mình cũng biết được những cái địa điểm nào đấy mình ở nó cái giá cả nó phải chăng, ăn uống nó cũng hợp lý, nhất là vào cái thời Covid này, cái điều kiện kinh tế của mọi người bất kể là ai cũng đều đang rất là khó khăn. Chúng ta đi du lịch thì bớt được đồng nào, tiết kiệm được tí nào thì hay tí đấy. Hiện tại bây giờ là Quảng Ninh đang mở cửa nhưng mà chỉ là khách du lịch nội tỉnh thôi, chứ khách du lịch ngoại tỉnh là cũng chưa được phép vào trong tỉnh đâu các bạn, chưa được vào khu vực Hạ Long bãi cháy này đâu. Cái bãi tắm này trải dài bắt đầu nếu mà đính tính từ bên trên cái trục đường 18 để rẽ xuống khu vực Hạ Long bãi cháy này ấy, là bắt đầu từ chỗ đây gọi là Vinpearl Hạ Long đấy các bạn. Đấy là đầu tiên của bãi cháy đấy, là cái bãi tắm ấy. Đấy, bắt nguồn từ đây và kéo dài suốt dọc đến ra đến gần cái cầu bãi cháy. Từ trên cao này các bạn nhìn được hết quang cảnh của cái bãi tắm này, cũng rất là đẹp, rất là thơ mộng luôn. Cái cung đường mà mình đang quay đây cho các bạn xem là chỉ có xe du lịch được vào, chứ toàn bộ hệ thống xe tải không được vào đây đâu. Cho nên là khu này là đi lại cũng rất là an toàn, cũng không bị vướng những cái xe tải to đâu, chỉ có những xe con, xe hơi, xe nhỏ thôi và xe máy thôi.
những ngày nắng nóng như thế này được ra biển như thế này tuyệt vời đấy các bạn. Ra đây được vùng vẫy dưới nước biển trong xanh mát này. Những cái khu vực này là rất là xa khu dân cư ở, thế là nước ở đây rất là sạch các bạn ạ. Nên là riêng ở bãi cháy Hạ Long này là người ta có một cái hệ thống xử lý nước thải rất là tốt. Tất cả những cái nguồn nước thải là được dồn về hết một cái nhà máy xử lý, rồi bắt đầu mới chuyển đổi ra ngoài sông hồ, chứ người ta không thải trực tiếp đâu. Cho nên là các bạn đến đây là yên tâm là dòng nước rất là sạch, khá đảm bảo. Đây mình quay cái quang cảnh này là toàn bộ cái khu này là của tập đoàn Sun Group đấy các bạn. Những cái tòa biệt thự, những tòa nhà này ngay sát bãi tắm luôn đây. Bạn nào có điều kiện thì đến đây mua một căn, chiều làm mình cũng được ra biển mình tắm. Toàn bộ cái khu nhà này là nằm trên cái bãi biển, trên cái lòng biển đấy. Ngày xưa đây là biển toàn phần đấy, các bạn nhìn nó vào đến tận trong chân đồi trong kia kìa. Thế lúc tập đoàn xong rồi giúp về đây bắt đầu là làm cái khu này thì bắt đầu người ta mới đẩy cái bãi tắm từ trong chân đồi đấy ra tận ngoài cái điểm bây giờ các bạn đang nhìn thấy đấy, rất là xa đấy. Mình đi quay vào lúc này nó cũng hoàng hôn xuống, bắt đầu muộn muộn thì mới có người đi tắm. Vì mấy hôm nay ở dưới Hạ Long này là nắng rất là gắt, cho nên là cái cảnh nó cũng không được đẹp lắm các bạn ạ. Đi quay sớm quá thì không có người. Việt Nam ấy thì cái điểm du lịch Hạ Long bãi cháy này là một cái địa điểm mà các bạn không thể bỏ qua được đâu, cũng rất là đẹp và khá nổi tiếng. Vì ngoài có những cái bãi tắm đẹp cũng khu nghỉ rất là rộng rãi và thoáng mát. Cái quan trọng nữa là cái vịnh Hạ Long là một cái di sản của thế giới đấy, cái này được UNESCO công nhận khá lâu rồi các bạn. Chúc các bạn có một mùa du lịch thật là vui vẻ, hạnh phúc cùng bạn bè và gia đình. Một mùa hè thật là tuyệt vời. Nói chung là ở Quảng Ninh cũng đã bớt được cái Covid rồi, cho nên là mọi người cũng được khá thoải mái đi lại. Mình cũng xin dừng clip ở đây. Chúc các bạn một mùa hè tuyệt đẹp, tuyệt vời, một cuộc du lịch. Các bạn xem clip thấy hay, ủng hộ và đăng ký cho kênh của Huy Hoàng nhé. Chào các bạn, hẹn các bạn ở clip sau.